em nhé. Mưa vào gió bão bùng mình đang đi công việc này, phải dừng xe lại một chỗ không không thể đi được nữa anh em ạ. Quá mạnh, cây đổ quá nhiều nên là mình lại dừng lại chia sẻ một vài đường cầu tài xỉu cho anh em cùng theo dõi nhá. Ok, chúng ta chứng kiến luôn này, vốn cái này là 35 củ. Mưa gió quá không thể đi được, đành phải dừng lại thôi. Đây, vào một tay xỉu này. Khởi động một tay ba củ anh em nhé. Đôi khi là anh em công việc mình vẫn phải đi, nhưng bây giờ đi là cây đổ, đây là mình không đi nữa, dừng, quyết định dừng lại. Mưa bão anh em ra ngoài cẩn thận nhé. Rồi, lụm một tay xỉu nhá, lụm một tay xỉu uy tín anh em nhá. Tiếp tục nào. Bây giờ bóng không, hơi bóng, không sao. Cầu này biệt xỉu, phang tiếp tay nữa này, phang tiếp một tay nữa. Nói chung là chơi bộ môn này thì em cứ từ từ thôi, từ từ dần dần mà phang thôi, không có gì phải văng ngại, không có gì phải vội anh em nhé. Xem nào, để vào đây xem mà dễ đánh hơn không. Ấy da, được đấy, hợp lý đấy, hợp lý anh em ơi. Vốn của mình là 30 30 33 ở đâu, mình vừa ăn người ta ba củ mà, ba củ. Vốn mình 30 củ, vốn 30 củ thì cứ thế mà chiến thôi anh em không. Ui giời, lụm tiếp anh em ơi. Đôi khi là mình chơi quá nhiều nên mình không thể nhớ được, cứ mỗi lúc ăn lên tí, mỗi lúc ăn tiền lên tí nên chả nhớ được. À, lụm tiếp này. Nói chung là ca này cứ khoảng 40 cụ mình nghỉ, 40 hoặc ngoài 40 nghỉ. Đây vào hai củ hai đi, hai củ hai luôn anh em nhé. Tất cả anh em xem được video cảm thấy hay, cảm thấy yêu mến, nhớ đừng tiếp mình một like, một đăng ký kênh, chia sẻ anh em nhé. Ngoài trời đang mưa bão rất là kinh khủng luôn, mưa bão không nhìn thấy gì anh em ạ. Mình phải đỗ xe ở một chỗ đấy, không cây đổ vỡ đầu. Tất cả anh em mà xem được video cảm thấy hay, cảm thấy yêu mến thì em nhớ đừng tiếp mình một like, một đăng ký kênh, chia sẻ anh em nhé. Anh em nào mà chúng ta có những phương pháp hay hơn thì em chia sẻ với mình, với những em khác dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau về bờ. Ok, 6 5 4 3 2 1. Rồi. Ây giời, cái này bắt đầu gãy trả về tài này. Qua bên này nào, cầu 22 kệ đi, gãy trả về tài thì để xem cầu nào. Mình sẽ đi tiếp một tay xỉu anh em, hồi xỉu nhá, bốn củ hồi xỉu. Nói chung chơi có ten hay thua là chuyện bình thường, quan trọng là cái kết cuối cùng mình rực rỡ, đấy mới là điều quan trọng anh em nhá. Trong quá trình chơi thì mình sẽ có ten tay thua, đó là chuyện đương nhiên rồi. Ai chẳng muốn là ăn liên tục đúng không anh em? Ai chẳng muốn như thế. Nhưng quan trọng là mình có làm được thế hay không là điều quan trọng. Đấy. Cho nó sáng một tí anh em ạ. Sáng một tí rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát tay tiếp theo nhé. Xem cái này rực rỡ được hay không? 3, 2, một. Anh em thấy nghe thì tiếng mưa lao xào không? Ui dồi ôi, thừa một chấm của tôi, biệt dính rồi. Cái cầu này thì lại đẹp rồi anh em ơi, biệt dính không tài lại đẹp rồi, biệt dính không tài lại đẹp, phải phang luôn một tay tài này. Đấy, tay này không tài chặt chip luôn, thế nó nhanh. Nói anh em phải uy tín, phải chuẩn, nói cái gì cũng phải uy tín, phải chuẩn để anh em mới nể đúng không. Chơi là phải dám khẳng định khét bù luôn, đã chui là phải chất. Những anh em nào chúng ta có cái phương pháp chơi hay hơn thì em phải chia sẻ lại với mình, với những em khác dưới phần bình luận nhé, để chúng ta cùng về bờ. Bởi vì bộ môn này là rất nhiều anh em là không có phương pháp chơi ổn định, rất nhiều anh em đang ra đảo ở ngoài đảo xa, nên là anh em là có phương pháp hay thì nhớ phải chia sẻ. Rồi, tên này thì tự tin lụm lúa rồi, anh em cùng nhau
chờ đón kết quả xem là mình khẳng định nó có chuẩn xác hay không nhá. Không hút tài chặt chim luôn, uy tín với em luôn. Ok, 6-3 ra 2 nhá. Ui xồi, 6-4-4, uy tín chưa, nói được làm được đúng không em? Nó phải là khét mù luôn. 39 củ rưỡi này, phang 5 lít này. Đấy, 5 lít vào tài. Đấy, tay trước được to tay sau vào nhỏ. Đấy, chơi phải đúng chiến thuật anh em không? Đúng chiến thuật, đúng phương pháp, không được đánh sai chiến thuật. Sai chiến thuật là anh em ra đảo ngay. Sai chiến thuật là cụ đi trên lệnh thoát ngay. Ok, anh em cùng nhau mở bát xem tay này có rực rỡ, có thành công hay không, về bờ hay không. Rồi, 5, 4, 3, 2, 1. Úi giời, 3 chấm. Ui, 2 chấm. Không thành công về xỉu anh em ạ. Thôi, không thành công thì thôi ta té anh em nhỉ. Tham làm gì đúng không em. Lên 39 củ là ca này rực rỡ rồi. Cơm gạo thành công rồi, về bờ rồi. Thì như vậy thì mình sẽ quyết định dừng lại chốt ca nhé. Không tham không cố anh em nhé. Để tất cả anh em xem video cảm thấy hay này, cảm thấy yêu mến này, nhớ được tiếp mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Anh em cùng đam mê cùng sở thích thì anh em nhớ tham khảo những đường cầu của mình. Anh em không cùng đam mê không cùng sở thích thì xin mời anh em lướt qua. Còn anh em nào muốn kiếm lúa kiếm cơm gạo trên con tìm đường trò chơi thì bấm ngay đường link mình để dưới phần bình luận em nhé. Và sau đây thì mình sẽ kết thúc video và xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau. Ok, bye bye anh em nhé.